Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận ba top cần có kêu là Safison nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần link phần link mô tả dưới video mở Telegram muốn start chatbot nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow fanpage Twitter nè. Rồi các bạn theo dõi nha bạn. Rồi bạn mới đáp lại nè. Các bạn join kênh gấp kênh seller nè. Dự án này khá là đông thành viên ạ. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nè. Con join chào nè. Rồi tiếp tục con mua chat nè. Rồi mình get 3 top cần Safison. Không biết top cần này nó có giá trị không mà sao có nhận 3 top cần. Rồi các bạn bấm tập join airdrop các bạn. Rồi các bạn lướt trang các bạn. MB này với số 6 gì M6 các bạn, số 6 X5F. Rồi các bạn gửi cho bot nè bạn. Sai các bạn. Để mình nhập bự KW3 KW3 Y Ui. Rồi tiếp tục các bạn tăng vào 3 người bạn vào retweet nha bạn. Trên tờ Twitter mình đã follow rồi. Các bạn like nè, các bạn chỉ chặn cho tờ tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn tờ tweet lên nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bấm vào submit tên nè các bạn. Tiếp tục các bạn điền username Telegram. Các bạn đã join vào kênh group kênh seller lúc ban đầu nha các bạn. Cộng anh 3 số 1 và số 2 nè. Tiếp tục thì các bạn gửi lên Twitter retweet, tiếp tục gửi lên đường link profile Twitter mình nha các bạn. Thì bạn nhấp cho ba anh cùng, nhấp cho một user nè. Mình không biết ba thuộc cần này có giá trị gì không nhưng mà sao mà cứ làm đại luôn đi. Rồi bạn gửi lên đường link profile Twitter mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ Zinbi Smart Chain Bet 20 trên chocolate nha các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ này ta, Zinbi mình các bạn dán vô đây nè. Rồi các bạn bấm vào ba lần xe đi chết số cần tôi kiếm được nha bạn. Mình đã nhận được ba tô cần nè bạn. Đây là ghép mình sẽ chung bè và người thân quýt gao. Ok tô cần này nó bắt đầu phân phối vào ngày 20 tháng 7 nha bạn. Tự động nó phân phối nha các bạn. Ok vậy mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình này góp nhận ba tô cần Safison. Đây cũng kết thúc nha bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.